tại triển lãm ô tô quốc tế GAX Indo, Indo Indonesia 2023 khai mạc. Vào hôm 10 tháng 8 vừa qua, hãng Honda đã chính thức giới thiệu CZ-V thế hệ mới với xứ sở vạn đảo. Ở thị trường Indonesia, Honda CRV 2023 mới có hai phiên bản là VTEC Turbo và gse HEV với giá bán từ 1 tỷ 169 triệu và 1 tỷ 263 triệu. Giá xe Honda CRV 2023 mới tại Indonesia bị đánh giá là khá cao. Thế nhưng, mẫu xe này vẫn bán chạy như tôm tươi sau 10 ngày ra mắt. Theo tiết lộ của ông giám đốc bán hàng, marketing và hậu mãi của Honda Indonesia, hiện đã có 938 người đặt mua CRV mới, tính đến ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, lượng xe SUV Honda CRV 2023 phân phối tại thị trường Indonesia trong năm nay sẽ bị giới hạn trong con số từ 1.300 đến 1.500 xe. Xe dành cho thị trường Indonesia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây cũng là lý do vì sao Honda CRV thế hệ thứ 6 ở Indonesia đắt hơn, đáng kể so với xe tại Thái Lan. Bù lại, xe ở thị trường Indonesia được trang bị khá đầy đủ. Ngay từ bản turbo tiêu chuẩn, Honda CRV 2023 dành cho thị trường Indonesia đã có những trang bị đáng chú ý, như đèn pha LED toàn phần, tự động bật trên tắt, giải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự, vành hợp kim 19 in sơn màu đen hầm hố và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay với tính năng tự động đóng khi chìa khóa rời khỏi vùng cảm biến. Honda CRV 2023 bản tiêu chuẩn ở Indonesia được trang bị nội thất 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi với ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng nhớ vị trí. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số, với màn hình màu TFT 10.2 in màn hình, cảm ứng trung tâm 9 in cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, chìa khóa dạng thẻ từ, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light, điều hòa tự động hai vùng. Cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm có 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, 4 cảm biến phía sau, hệ thống nhắc nhở còn hành khách trên ghế sau, camera lùi đa góc và gói Honda Sensing. Gói công nghệ an toàn chủ động này mang đến những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo kiểm soát khi xe lệch làn đường hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở giải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện. Ở bản cao cấp nhất, xe có thêm lưới tản nhiệt đóng mở chủ động, đèn pha LED tự động thích ứng, chủ động chiếu sáng theo góc ôm cua, đèn sương mù LED phía sau và ba gơ nóc. Bên trong bản giờ SE, HEV là không gian nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi và có những trang bị riêng, như màn hình hiển thị thông tin kính lái hát, ghế bọc da với viền chỉ đỏ, bộ bàn đạp ốp kim loại thể thao hơn, hay hệ thống âm thanh Bose 12 loa hay lẫy chuyển số để giảm tốc tích hợp trên vô lăng. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu SUV cỡ C này là hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động. Thứ hai là hệ chuyển động hybrid có tên E, HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi lanh, dung tích 2L, 2 lít 2 tơ điện hộp số ECVT và cụm pin lithium-ion. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 207 mã lực và mô men xoắn cực đại 335 Nm. Theo một số nguồn tin, Honda CRV thế hệ mới cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay. Thời điểm trình làng dự kiến sẽ là cuối năm nay, khoảng tháng 11. Tương tự xe ở những thị trường khác, Honda CRV mới ở Việt Nam cũng sẽ có hai tùy chọn động cơ là máy xăng và hybrid xe sẽ tiếp tục được lắp ráp tại việt nam và giá bán dự kiến sẽ tăng so với phiên bản cũ